Ờ, quên. Dướng díu. Rồi, cột ba này lại coi. Cột mấy to lại luôn ta. Còn không, để cột ba này lại thôi. Để vuột. Tự nhiên ra đây cái nhớ hồi xưa ghê trời. Hồi nhỏ hay hát tầm bậy tầm ba không mà. Có biết gì đâu. Hồi nhỏ gặp ai cái cũng hát a à, bà chằn lửa sửa cầu tiêu. A à, ba giờ chiều Đức Như Thiều cái lọt cầu tiêu. Ăn bún riêu nhớ người yêu. Tôi hát vậy còn nhỏ bạn tôi nó hát khác. Ôi hát thiên trời địa đất không nghe cũng mệt. Nó hát hình như thế cây. Lâu quá không nhớ luôn á. À nhớ rồi. À, nó hát bà chằn lửa đi xe lửa hết xăng. Trời ơi cá vô đâu quậy vậy. Đi xe lửa hết xăng rồi đi xe tăng hết đạn. Gặp thằng bạn xì ke. Thì ăn hột me chạy nước miếng. Gặp con kiến cắn con gì đó. Rồi sưng chù dù như trái mù u luôn. Sao nhỏ gì hát tao độc địa không. Không hát nhạc nít mà hát toàn nhạc gì tao không. Đọc về thơ tùm lum. Trời ơi. Nãy giờ đạp ba cái gai cái ngò gì ngứa quá. Đang cột không biết ai đi mà đường đi ngang tưởng tôi ngồi đi cầu mà ngồi hát nữa, chắc chết luôn. Ngồi gì? Ôi. Cái gì vậy trời? Cái gì vô rụng vậy? Trời ơi má ơi trúng đầu rồi. Trời đất ơi sao vừa rụng mà. Sao không nghe nó cấn với tao lá dừa mà rớt cái tủng. Ủa trời ơi ông nội hết hồn mà. Ông chọi nước hay gì vậy? Ủa chọi gì vậy? Chọi về, tôi chọi về. Về nào vậy? Mới về. Trời ơi. Có mua được. Ủa cá đâu vậy? Cá nó phóng lên rồi. Cá lóc đâu vậy? Tôi hèm ăn cá lóc đồng nè, mua về ăn tốt. Mua ở đâu người ta bán nhiêu ký? Như đó nhiêu vậy? Chắc cả trăm, trăm mấy á. Ừ. Cá đồng má mắc á. Mẹ đâu? Ủa trong nhà không có hả? Nếu mày đưa người đưa về nữa. Đưa đâu thấy gì đâu. Ủa gì bá đâu trời, không ai coi nhà trời. Tôi đi ra đây để tôi nói má, tôi ra tôi sửa cầu tiêu. Trái quá trời. Kiến vàng đó ông nội, nó phủ dính mình đó nè. Trời ơi kiến vàng mà. Cái này già cái lắm. Ủa này không, má mặn hay sao nay vậy? Hết mặn rồi, xong rồi. Rồi chừng nào mặn nữa về đây thì tiền đâu ăn trời. Biết cái đây kiếm gì làm á, nó hết việc rồi, hết việc làm rồi. Trời ơi nay mặt này sưng chù dù rồi, mập lù rồi, hôm nay ăn ngủ không, không có nhậu hả? Không ăn ngủ mày mập lù rồi đó trời. Tôi nhậu đâu nhậu. Người ta nuôi tốt hơn tôi nuôi không có tốt hen. Sao người khác nuôi người khác chứ. Đi vô mặn. Mặn kho. Bắt tiêu. Mới chặt tao lá dừa. Không đây nè có cỏ cát nè. Lăn lăn nó cào chảy luôn. Cào cào trống đi. Mặn mà săn nước cho có nước dậu chứ ra đây. Ui tùm lum mệt. Thật là cá lóc ngon ta. Cái lóc bên đây chết rồi. Trời ơi. Không có miếng cây. Ừ nó sung hiết sợ. Sao tanh dữ ta. Sao tanh gịnh hả? Thôi ông mặn đi. Để tôi mặn cho. Sao tự nhiên chút ra nghe mùi cái tanh gịnh hả?
ngán gì hết trời, bụng hành như tên rình nè. Chưa thay đầu hả? Chưa. Thôi mần đi chút tắm rửa thay đầu luôn. Sao tanh quá à? Chị nhôm ngán á. Không máy đi, tôi vô tôi đâm ba tỏi ớt. Sao cục đuôi rồi? Chắc bị con gì ghía gì. Tanh thôi gình nè. Vô tôi đâm tỏi ớt. Trời ơi. Gì vậy? Như vậy gì? Má đầu nãy giờ tôi về tôi không thấy luôn ta. Ai biết sao không? Nãy má trong nhà má đưa cũng là tôi ra tôi dọn. Yeah, anh quá rồi. Tôi biết ăn được không? Ai biết. Tôi ăn được không ăn? Thì thôi giờ thôi mốt đừng mua cá nữa. Chứ tanh xin tanh cũng nghe tanh quá. Hồi kỳ ống liếm cũng bị tanh á. Kỳ ăn nhưng mà kỳ ăn cách ra. Mà cũng ốm ốm ngén chứ cũng ăn được, bữa cũng ăn được cũng hết đó chứ. Mà sao kỳ ốm ngén mà ủa để kỳ đó mới có bầu đó, mà sao giờ cũng ủa tiếp nè. Cái này cá lóc nó tanh hơn cá lóc đồng, nó tanh hơn cá kia ta nuôi ao, nuôi thức ăn. Thôi, cá nó chết rồi. Cá gì chết hả, hay sống trơn mà. Cá này chết rồi, sao tối hả? Vậy thôi dục đi. Dục đâu đi. Ta dục lum la thú quắc à. Sao nay tanh quá. Rồi sao mà tôi ăn không hả? Thì bằng kho coi sao, nhiều khi kho có tỏi ớt rồi nó bớt tanh. Như hổm tôi cũng tanh, tôi ăn chung cũng ăn được, nó có gì đâu mà ai biết. Sao hổm ăn được nay tanh kỳ. Ủa biết mặn không mặn, xong con liễu không mặn, mày mặn. Ôi nghe thì ôi mặn. Nãy con nghe tanh quá, con kêu ảnh sang mặn á. Đây tôi mặn phụ cho. Con còn mấy con mặn luôn rồi. Đi đưa tao cắt cho. Đánh giải đi, đánh giải hết thì đưa cắt. Đánh hết rồi. Phụ cho. Lên anh là hay con thèm cá đồng, anh mua cá đồng cho con ăn, kho dưỡng bầu em bé đó. Mà sao nãy con nghe tanh quá. Được thì ảnh ăn với nhà cha với mẹ ăn, con ăn khác chứ đâu có gì đâu. Sao nãy tanh nó hôi quá ăn không được. Mới còn mới cạo giải con mà nghe thôi rình nó ơn đế làm sao. Có bầu đâu có ăn thịt mỡ không á, mốt lại lộn. Mốt đẻ xong đâu có ăn bầu, bà đẻ đâu có ăn thịt mỡ, ăn thịt nạc không mà. Đẻ ăn cá đồng, thịt nạc, không ăn đồ phong. Đồ phong là cá biển hả má? Ừ. Cá rô cũng không. Ủa, cá rô cũng cá đồng mà bị phong hả? Cá rô, còn cá rô phong. Nãy ông lấy cái thao nhôm nhỏ nhỏ, rồi cái pha đâm rồi lát ướt luôn. Đâm sợ mốt thao thôi lấy chén. Người ta còn nhiêu đây mua. Chắc bán mão vậy má.
Ngày chắc ta câu ha, chắc chích điện quá. Chích điện mới có cá sặc, cá lóc, cá tùm lum á. Chích điện ta bán rồi xô đó mua. Lấy tô ướp hả má ha, má ướp bằng cái gì má? Thao đó. Thao nhỏ hả? Thao này hả má? Không có, không. Thao kia kìa, thao đâu bự dữ vậy. Thao như cái tô á. Thì lấy tô nè, nãy má ra không chịu, má ra thao. Ừ thì cái đó đó. Vậy mấy thịt sáng con mua thì kho chung không má ha. Lấy ra rửa. Nhưng mà đội nè. Ừ, rửa nhổ lông sạch đi liền. Kho lộn với cá cho nó ngon. Sáng mua chưa hết thôi. Chắc cắt phần nửa thôi chứ. Rửa sạch đi rồi nhổ lông rồi. Có lông không nhổ rồi cạo da rồi sạch sẽ đi liền. Muốn kho như kho còn. Bỏ lạnh mang. Ừ, gió hổi mát ghê. Chứ nguyên miếng nhiều quá. Ăn hết mất công kho nhiều. Sang ngán con cũng ngán. Xói tung miếng thôi. Cái này bên đây nè. Sao bầy gà con nở thì mà gà mẹ đi đâu trời. Kêu hoài. Rồi. Rồi lông dài hồn luôn nè. Ủa mà ngồi hay đi cái con kho cho má. Kho được không đó mà. Được. Sao, sao tanh quá. Thôi vậy má kho một con nha. Sao cá anh tanh quá. Để tôi kho cho ăn xong. Rộn chuyện mệt quá. Mần cái nào cũng không xong cái nào hết. Thịt thì bỏ tủ lạnh đi má. Nó bỏ lấy cái hộp bỏ vô rồi bỏ tủ lạnh. Sao nghe hành nó cháy thơm nè, hết tanh nè. Mày rửa hả? Hay mới bỏ nước gì nữa không? Mận nào cũng để con mà rớ tới cái nào cũng mận cũng không xong cái nào hết. Đó cuộc cũng già này mận chứ ai mận. Làm như giỏi dữ gì cũng để con. Để con, mà có mận được cái gì đâu. Cá cũng đem ra quào quào ba cái kia rồi. Ủa, mận được. Kho cũng để con kho. Kho mới rớ vô. Có mặn gì đâu tới đâu đâu. Rồi cũng mẹ già này mặn với ai mặn. Giờ cứ lấy nẻ có bầu tanh ống ngén mặn không được.
Thôi giờ tôi ráng tôi mần á, chứ ngày mốt tôi tự mần ăn, mấy ai mần sẵn cho ăn hoài. Mần tanh, kho tanh, đến lát ăn coi có tanh không. Không biết là có ống nén thiệt không hay là làm biếng không biết. Cái gì cũng kêu sang không. Không mặn gì hết. Mình chế miếng này. Cho có màu đẹp. Thắng nước màu xong hơi trắng. Sao ai đổ to mà nay dưới trời quét nha lum. Ủa sang đâu vậy? Dạ. Ủa anh không trong nhà mà sao không thấy? Sao nãy anh là bấm thợ nhà mà cá kho rồi nhăn rồi. Dạ. Vô quét dọn coi chừng, vô coi chừng nhà ta đi vô thím ba lượm bàn à. Má vô ba lượm bàn hả? Ừ. Dạ. Sao thơm đâu mà giờ đó chuyện đó bụng quá ta. Đi vô coi thử có tanh không chứ nãy sao nãy hôi quá giờ chứ giờ đói quá, chắc ăn miếng quá. Chứ đợi tối nhà mới ăn biết chừng nào con nó đạp nữa. Thôi ngăn chứ. Sao giờ hết tanh rồi nè. Hay vô còn sống nên nghe mùi tanh ta. Con mình nó không chịu ta, giờ giờ chín rồi nè con. Con đói không, để mẹ ăn miếng cho con no nha. Xúc miếng em. Đi thử coi. Được nè. Sao nãy bị sao trời. Hay do tôi làm biếng cái tự nhiên tới cái tôi lên cơn tôi ấm nghiến. Đi bưng tô cơm qua sáu chơi lâu cũng qua bả. Nãy tôi đâm ớt nhiều quá cay trời. Bà có cơm đâu hả? Hả? Đi đâu hả? Qua sáu, ủa đây giờ ông đâu má không thấy? Đi mua đồ nãy tôi ấy rồi. Đâu vậy chút nơi khép cửa lại nha. Ừ. Chứ má đi ấy không ai nhà. Dạ tôi đi nữa. Đi qua trước chút mày sao. Trời đại tôi. Trời thì tôi qua trước vòng mà sao chứ đâu. Trời quên cái mương bay được không. Quên nó đi vòng nắng trời. Ôi biết bay mương có sao không ta. Mà phóng bay dèo dèo quá. Ôi chó đi theo không. Nó qua được đâu đi. Ôi biết cô Sáu nhà không. Ôi cô Sáu nhà không bà Sáu. Bà Sáu à. Bà giặt đồ hả. Ừ. Thôi xuống dưới chơi coi. Bà Sáu. Xuống dưới lâu quá không gặp. Xong cơm chưa? Chưa. Con đó bụng quá ăn miếng. Ủa giặt đồ hả. Trời ơi ổng mần vậy chưa. Tính đi xuống đây. Xuống đây làm gì cho ta. Đây ngồi coi giặt đồ. Trời ơi hai chồng chiều chiều bưng tô cơm đi ăn đi vòng vòng như nít vậy. Vậy nó mới ngon. Dạ. Ủa đầu chuối hả. Ừ. Cá cá giờ lắp kho nè. Chồng mua ở đâu người ta bán rồi chích điện hay nè. Ủa thùng rác đâu ta, có thùng rác đây không. Đây mới không đợi giục nó chuối luôn. Trời ơi, giặt xe ấy đồ lên tính chơi. Giặt gì vậy? Giặt đồ áo, giặt
Ủa, à quên, tướng đâu đi chùa. Tướng đâu bà đi chùa hay đâu đó. Đây dục vô đây nè, Hùng đây nè. Nữa không? Chú nữa không? Vậy ông đem gì dưới hả? Chồng đem mấy chuối mình đi qua đây mình đem thêm mấy chuối em theo ăn gì trời ơi. Cha nội. Sáng ăn chuối không sao? Trời ơi. Hả bà có hả? Chú chút xíu mà có ăn. Ai biết? Cái bự lủng hết à. Tại này chú ba chuối ở nhà nhỏ nhỏ không mà đâu có chú bự. Ủa phơi đó khô không bà? Cho ráo nước mà đem trước ha. Cho nó ráo nước mà đem trước ha. Ủa nấu cơm chưa? Nấu cơm hết chưa? Rồi vô ăn cơm hả? Bà Sáu ăn cơm chưa ăn mà. Thôi đi lên trên, lên chút bà lên Sáu. Đi lên Sáu. Trời, nó nhìn Sáu, Sáu tôi quá ta. Nó nhìn tôi. Ủa quên lấy tôi dép không ta? Cái bộ tuột hoài. Mệt hả? Sao mệt hả? Có 30, mùng 1 còn vô đóng hả? Nấu cơm được. Có bắt ba phụ. Là bà Sáu vô trong nhà bắt ba. Nhà này hay nhà trong kia? Nhà đây. Vô nấu cúng trọng ha. Ừ. Rồi cái bữa mùng 2 cũng vô cúng rồi cây. Sao nó bỗng cầm hao lên luôn? Cầm chi vậy nè. Cái đi. Thôi có cái hao. Thôi vô bắt cái hao. Cái eo đây nè. Bà Sáu bị đau hả? À ngồi. Ngồi xuống cũng không được. Mà cái rồi nằm xuống cũng đau. Rồi ngồi dậy cũng đau. Cái rồi đứng dậy cũng đau. Đi lên năm tâm hay vô lúc kiết. Mai chiều qua đây ăn cơm xúc cho anh Tôn nha, cứ phải ăn không. Xúc cho bạn Tôn đó hả? Rồi, để tao giờ mời nha. Trời ơi. Cái rồi cái không có thuốc uống là mấy ngày phải đỡ. Nè mới lại bà Sáu đỡ đi hen. À, cho mấy qua không đi không được. Dạ. Nằm xuống cây nó nằm. Nó đau, nó thấy gì đâu. Dạ, chích là bà Sáu hết rồi hả? Là chích hết rồi phải không? Hai còn nhất không? Bữa, chích cũng còn đau. Chích hai bữa cũng còn đau. Mà rồi thôi đây chọn Sáu mất đi làm. Rồi có ai chở, còn mượn Phương đi chở được hai bữa. Anh Phương, anh Thạch hả? À, cái rồi cho nó bắt để vừa được thôi. Rồi đâu có đi nữa được, còn mua thuốc uống. Một thuốc uống rồi lớp nào ta thuốc rượu nào bác ba gái mà đưa có cho bóp gì không? Dạ cái rồi con cẩm không biết mua thuốc gì đâu không biết rồi nó quấn cái bông gòn vô trong cây chuyện gian á rồi mới thánh thuốc nó mới là tha hết lưng mà tháo luôn hả? Ừ tha ra rồi nó mới là nóng quá. Nóng phần phần là nhẹ. Nóng lâu lắm, cái hồi nó mới dịu dịu bớt. Dạ. Rồi sao giờ ăn được không bị tanh, nãy tanh quá. Lại mới. Cá. Con có bầu á, nãy tự nhiên chồng con đem ba mớ cá về cái mà con mần nó tanh quá chịu không được. Cái má chồng con mần. Cái tiền tôi muốn ngọt, không tiền muốn nó lạnh. Hử? Cái tiền tôi muốn ngọt, không tiền muốn nó lạnh. Vụ gì? À. Không ba cá nên chồng mà cá lóc cá đồng nên chồng đem về mà xong tanh quá mặn cũng được. Cái má chồng má mặn cái tính vô kho mà tanh quá hồi để má ba kho luôn. Cái tự nhiên má kho xong cái chín nghe thơm quá cái giờ cái ăn sao khỏe gu. Có ốm ngán không? Hả? Ốm ngán không mà cá không được. Có bữa có ốm ngán mà nay cũng lâu mà sao nó còn giận giận hoài nó hơi tanh tanh. Má kỳ mà kỳ phát hiện có bầu mà là cũng tanh cá nè nhưng mà cũng ăn được hết trơn. Ngon vậy. Ủa ổng ơi lát mới về hả? Chú về rồi, ổng mời mình ăn hả? Trời ơi. Trời chú bả bự hơn hết trời. Ai có cái lúc tay nè. Ghê vậy? Ừ. Ăn sao hết? Chú già tốt quá nha. Nhà chồng qua đấy nha. Nó của bác ba cái ngoài đại tòng nó bị tóc tóc mẹ hết rồi. Ủa rồi nay mà sao con trai ăn mặn? Ăn tương. Ăn tương luôn nha. Con ăn thá lát là có bầu ăn thá lát hết. Sáng cho em bé.
Hả? Ăn chả láng sáng về sớm hả? Làm sao đi đâu về sớm? Nói ăn chả láng sáng về sớm cũng như cái đụng gì cũng quất á. Đụng gì cũng ăn hả? À. Sáng về sớm mà làm cái gì? Tại thằng này ăn cái thau nhỏ hả? Hôm nãy nó cho một cái thau kìa. Không ăn cái tô. Ờ, cái đâu cái tô cái thau. Không bỏ chai đi đâu xong kêu chai bán lại gom lại bán. Có bao? Có mấy lo mà bán. Bữa hổm bán để coi nhiêu. À nước ngọt bia 200 đồng lon. Còn bán ký là 16 ngàn ký. Sao con gái mày nói bán em 300 đồng lon? 200 mà. Hai ba ta 300 mày nó mới đó một quan kia gì nè ngoài rồi nó cân năm. Ủa bà đi cắt cỏ vậy? Nó cân 5 ký mà tính ra 10 nhiêu ký là cái tính ra có 75 ngàn à. Còn 300 đồng một lon mà nó bán được 300 mấy ký. 200 mấy vậy á. Mày đúng rồi là 15 ngàn ký. Ủa 16 ngàn. Là bữa hổm thì tại làm biến điếm quá bán cho bà dân chứ đâu. À đúng rồi, bởi vậy trong đây nghe điếm phân nữa. Nó nói trong đây làm biến nè, làm biến điếm để điếm phân nữa rồi cái hồi làm biến quá thôi bà lại có cân ký thì bán cân ký 16 ngàn ký thôi bỏ bao rồi cân. Cái bà cũng về bà cân. Bà cân bà coi cái nào lòi bà mới làm. Bà cân cái bà điếm lon nữa bà cân bà thấy gì đâu. Mấy ký mà có 16 15 16 ngàn ký. Không ăn hết luôn hả? Để miệng tờ. Ờ, thôi không ăn đi. Miệng mở giấy tờ đừng ăn nãy người ta ăn rồi. À, miệng trời giá trời, ủa gì miệng gì? Miệng mờ giá trời đừng ăn. Miệng mờ giá trời đừng ăn. Trời bá cũng văn thơ lai láng quá ta. Nói thơ rồi. Để người ta ăn ngồi nhịn rồi, nếu để ăn thì còn khóc á. Cái bà thấy điếm lon bà lời hơn, bà bắn lon, bà điếm lon. Trời bữa hổm ăn no quá. Nó không có đạp luôn. Con không đạp luôn. Này đói đạp phải không? Ừ, nãy giờ con đóng bếp nhà, đói đó, đạp. Đạp tới bụng quá, phải ăn miếng. Ủa cá nuôi cá gì dữ vậy? Ờ, cá thì có cá điều hồng hả? Cá điều hồng. Cá điều hồng nó ông thả ăn, ông kêu mua cá này không? Bữa nào nấu canh chua không có ra vớt nó nấu luôn hả? Có ổng nó hầm hoài á, nó làm tay ngã với tay chỉ rồi nè. Cái tông nó bời nó dí mấy con cá ấy mà. Ngăn rồi mưa sao dí ông nội? Dí mấy cái sặc. Dí mấy cái sặc rồi ngã cái cây. Có con bên mà mình nó mưa. Cá điều hồng rồi, dí cá rô rồi, cái sặc mấy cái sặc á ổng hầm bữa nào tao không có đồ ăn là tao bắt mày á. Vậy mấy bớt ha. Hai cái điều hồng nó dí cái sặc cái rô dí gì nãy giờ. Thì mấy cái coi đẹp vậy đó. Hai cộng cơm bữa đó nè. Người ba ăn gì đậu hũ chiên hả? Ăn gì bị căng? Ai biết bắt ba đem ra không biết chắc liệu đậu hũ kho. Bắt ba đem cho đủ bà Tháo ăn là bà ăn luôn. Heo mập giờ cặn á. Nhà bà ăn đây đó hả? À, hiểu không? Bởi biết ăn đồ hồ bà Tháo là heo mập nhà cặn. Ừ. Đúng rồi, bà ăn kêu bằng gì đó. Phải thờ cũng như bà ăn còn mà mình ăn. Bà ăn gì đó nói gì? Giá trời miệng mời đừng ăn hả? Giá trời miệng mời đừng ăn. Giái trời miệng mời đừng có ăn. Thì mời khác khác giái người khác đừng ăn mình ăn. Ờ à, đúng rồi. Giái người ta đừng ăn mình ăn ha. Trùng khớp với bé luôn không? Trùng khớp với bé hả? Ồ cho bé không lắc. Còn như heo mập nhà cặn thì biết sao vậy bà ta. Thì ban bá cặn heo mập với vậy. Mà bà đem canh cho bà Sáu ăn còn mình quất. Vậy là ổng ăn cái gì? Chút ổng ăn cái gì? Ổng ăn ổng chích điện được mấy con cá lóc á. Chích điện hả? Trời bữa là công an còng đầu. Còng kỹ còng. Giờ thấy còn ba cái đầu này với cứ cá với như vậy mà nãy tính hâm đồ ăn thôi qua. Vậy ổng ăn chay chứ đâu ổng ăn mặn à. Ủa ổng ăn mặn chứ đâu ông chay hả quên. Ổng ăn đi chay mà nhưng mà sao ổng ăn đụng đó. Kêu bằng theo. Giá sĩ bắt ba kêu ra tao thầy ăn đồ còn kêu thì nó. Ủa vậy ai nấu bắt ba bà bay ruộng rồi ai nấu sớm. Sáng bà nấu. Bà nấu xong xuôi rồi bà mới đi về cái giờ bà đi ruộng người ta về ta ngủ. Giờ tao đi ngủ bà đi ruộng hả? À. Vậy là giờ bà đi em canh ra đây rồi bà đi ruộng luôn. À. Ủa hôm nay có ổi không sao Thắng? Ổi chín không? Ổi chín là ít đang đùm sáng sáng này qua nay mà đùm 50 bọc á. Trời ghê vậy ta, đã rồi ta. Cái lặt bỏ bớt nữa đó. Sao bỏ? Sao nó không mà lớn hả? Hai trái đêm đùm trái hả? Cái đâu có đùm. Hai trái đùm bọc ha. Hai trái mà đùm một trái là hai trái mới cầm một cuốn vậy nè mà lại sao bấm đùm chung luôn. Sao đùm chung hai trái một nhánh thì đùm ra các viên thì sao mà nó chịu nổi. Xách nó bập tay thôi. Thì kiếm mà cái bao bự cái vỏ bự đó mà chùm chung hai trái bự phình như dưa hấu. Vỏ bự người ta vô có cái bao vậy mà kiếm vỏ bự. Nếu mình mũ bự mình bịt mũ có quai cọt mình mà cọt mông nó bự cái bọc nó đâu có vừa à, đâu. Hai trái nó bự ra chị bá. Có bùm 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 vậy mới không có dầu thì sâu khen chứ thôi dầu thì sâu hỏi người ta thuốc không hỏi là đâu thì thuốc ra trái là đùm ra mình ăn ra ăn như mặn làm khéo dầu thì không
là biết sao mà cái ổi của người ta là hái nó ra lắm mình à. Cái ổi này ra thành chùi như cái lộ 30 vậy, lộ 30 sao nó y chang vậy. Lộ 30 giờ ta cũng ngon rồi bà, đâu có lũng lỗ gì. Hồi xưa á, lộ hồi xưa á, lũng lỗ không có ăn gà ăn chuột không. Bởi ai khoái đi mua ba cái ổi kia ăn rồi. Gặp kia bằng ổi nữ hoàng vậy đó. Có một cây kìa, có một cây người ta cho bốn nhánh, tổng sống được nhánh nó mới đá chữa lên ba lớn vậy nè, lại có một trái hơn 20 luôn. Cái đụng gì tại nó thấy thân còn nhỏ. Vậy ba lon bà không bán hả? Ba lon bán vậy cho đi. Ngu rồi, để mốt tao bán cho. Trời ơi, mình nãy bà là bà không bán, tụi không bán xin về mình gom từ từ. Gom lại đi, trời ơi. Thấy bà để tùm lum tụi nó không bán. Một bao chai, một chai nước tương, nước ngọt ngàn rồi. Cái hầm uống rồi cái là biến. Mà sao giấy á, giấy bà giấy thình, giấy ba giấy cạc tông có ngàn ký hả? Bữa hả mới bán có mấy ký hả? Sao ba giấy, có, sao có ngàn ký ta? Ba cái thùng gì, thùng mì tôm nữa á. Ừ, kêu bằng giấy cạc tông đó. Dồn đẳng mang mốt bán. Sao ghê chứ. Ngàn ký, có ngàn ký hả? Nặng hả? Ờ, nặng mà có ngàn ký. Sao hồi xưa nhớ cũng mấy ngàn, mười mấy ngàn ký. Tập sách bán tùm lum. Sao giờ rẻ quá. Ai biết. Ủa giờ giờ bắt ba bắt em ăn trưa hay xíu nữa? Em rồi canh chưa? Rồi, đây mình chưa ăn tới chiều luôn đó. Chưa ăn canh gì vậy chị? À gì hâm lại ăn chứ đâu có đem ra mới hả? Ừ. Trời tưởng đâu bà đem cái mới nó coi ăn cái gì. Có. Chưa thì đem canh đồ kho ra, chưa ăn canh rồi. Rồi bắt đầu cái chiều đồ kho đã chiều ăn. Là có bữa đem trưa, bữa đem ba đem chiều hả? Không, trưa không vậy. À vậy là cứ trưa bà nấu cái gì nãy la chiều đem bà đi mặn luôn mà cũng ừ. Trưa bà đem cơm ra bà đi ngủ á, bà đi ngủ ờ. Bà không giờ mấy là người ta về trưa rồi. Là trưa về nấu rồi nè, cho cháo. Bà Sáu luôn ha. Ừ, sáng nấu rồi bắt đầu chiều bả rồi bả hâm bà lại bả ăn tổng bả làm. Ủa táo bả còn không ta? Táo gì còn mày? Táo, ta nói táo giờ bả còn không ta? Táo à. Như bả đốn rồi bơi chị nghe thấy đốn gì rồi. Táo tới tháng 4 thì mới có, tháng 3 cũng có đó mình chưa có gọi. Tháng 3 mình ha. Vậy 2 tháng nữa. Cho người tắt nhìn thấy ấy ta. Gì? Gì? Tắt á, chơi giờ thấy nó si. Tắt không nói đầu tiên tàu. Tại bà không có tưới nhiều nó vậy. Không tưới. À, không có phân. Phân gì tại lâu lắm rồi, tắt mấy năm chưa? Gốc bự rồi mà. Chắc 5 6 năm cái gì? Cái hồi hồi đó của người ta mới đầu trái hàng hà người ta làm trên núi với tới nằm mấy cục bưng bá vậy nè. Giờ già nó tàn. Cổi rồi. Ừ. Cũng cổi rồi, nhưng con người mình vậy. Hồi mới đầu. Làm sao mua ký hết ta? À đúng là mua ký mua bọc á. Chi? Mua gì sao? Cá. À mua cá này hả? Mấy cân ký bán hả? Ừ, bán ký, ký 80 ngàn hay gì đó. Đang cá chép Nhật hả? Ông gà cũng em mê quá em. Nuôi chết bộ. Sạch. À, còn chưa đại bắt máy bển ta. Phải bên đây bắt hả, bên của người ta bắt. Nghe đợt dẫn 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 dẫn. Đầu dưới đây nè. Hát đầu dưới đây nè. Không có á. Chưa đâu bên. Không có nghe. À, cải lương là đâu bên Phúc Kiết hay gì á? Kiết là bên Chú Phương. Ca cải lương. Người ta hát cải đâu kê, nghe cải lương nghe cũng hay á. Không biết ca cải lương hay là ở đâu á. Trong cái hướng mà ông Mười đi vô nữa là chắc đầu hướng Phúc Kiết bên sông á. Nghe dẫn dẫn đó. Bên sông á. Ông lẽ bình phương chơi. Không. Họ bắt tắt, họ bắt tắt. Chú ba ông đâu có bắt cải lương, ông bắt nhạc chữ tình. Như ông này nè, ông Sáu nè, còn không thì nhạc chạy theo cô bé yêu rồi đó. Ờ không ai bắt gì đó. Chứ bằng nà vậy đó. Anh chàng đẹp trai ngồi trong quán uống ly cà phê đó là bắt mấy bài đó. Cộng sáp này cũng chữ tình, Boligo. Ừ, đúng rồi, phim Hồng Kông. Phim Hồng Kông kiếm hiệp ông bắt mà giống như phim ta kia bằng chiếu bóng dưới hợp tác mà bắt cái lo lớn như lo phát hành vậy. À, vậy đó, trời ơi, tao không đam mê. Mà nghe vậy mới đã. Không đam mê, có điện thoại cảm ứng còn không thèm chài, chơi chài cũng bóc không kìa. Bà là kia bằng là, ơi ơi ly mình ơi, nhạc chuông. Trời ơi, mặn cái điện thoại ông nội cha ơi. Là mặn gì chồng chứ à? Mò, nè lẹt nó giống gì không biết. Rồi mình lại ngồi nói chuyện chơi không quan tâm tới luôn. Đam mê luôn. Ôi mệt. Dân Sang bà. Ơi Dân Sang kìa. Sang ơi. Ủa, bà kêu hả? Dân Sang ơi. Dạ, dạ. Thôi, nó cơm biểu giữ nhà, sao tụi ba đi đâu rồi ạ? Ủa, nó cũng không mà. Hết nhà, cô không may hay quá. Ủa, nó không đóng cửa hả? Đóng cửa luôn. Trời ơi, thôi về rồi sao? Thôi về bạn cơm vậy. Đi đâu vậy? Ủa đây cái cửa anh Sang mở hả? Mở tắt khóa có ai đóng gì đâu. Thôi cầm tôi không có. Ta vô sao mất mất Sang đóng không ai Sang không đóng ta. Thôi coi nay về xúc cơm đi sớm lấy sớm ăn hả? Tính qua sáu chơi nữa bà kêu qua có công chuyện con qua ăn chơi.
Để con bay qua. Ok, nhảy mương. Bay được, chân giòn bự mà. Ủa má về rồi hả? Ủa ai kêu? Ơi, má ai kêu hả? Chưa, chắc để ngày mai đi coi có hái được không. Ngày nay Hoàng chưa có đi tới ruộng. Ủa bà kêu vậy? Để mai hả gì coi có hái được không, mai mốt gì đi. Thế mai vô hả? À chưa hái. Để mai mốt gì đi, chưa có đi được, chưa có rảnh. Đây đi về dưới nhà đi, đánh cộm cho kinh hết nè. Thôi đi vô nha, bến hàng quá. Hả? Có đâu bà? Vô. Cái này khô. Ủa? Múc miếng nước tưới này nè. Cây ủa sao gần sang không có đóng cửa hả? Trời kêu không đóng mà. Mở tắt quát đâu có ai đóng trời, đâu. Trời kêu nó móc cái cửa vô mà không quên gì mệt quá. Kêu mấy cửa không đóng mà không để can quan chứ.